Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định chuyển chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện về Ban Tuyên giáo huyện ủy. Đảng bộ xã Hải Hòa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Xã Hải Chính và thị trấn Cồn khai mạc giải bóng đá chào mừng 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chi cục thuế huyện tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế năm 2018. Bàn giao mặt bằng vị trí và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công cống hạ trại. Và một số tin đáng chú ý khác. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Trường Tiểu học Hải Triều vượt khó đi lên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 8 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định chuyển chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện về Ban Tuyên giáo huyện ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trần Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Vũ Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh, các đồng chí trưởng phó các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện ủy, đại biểu phòng tài chính kế hoạch huyện, cán bộ công chức Ban Tuyên giáo huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã về dự. Tại hội nghị đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ huyện ủy. Đồng chí Đinh Xuân Vương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Đồng chí Phạm Ánh Tuyết, huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng thời là Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã trao quyết định, đồng thời cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đoàn kết thống nhất, khẩn trương sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ từng cá nhân, trước hết ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc của đơn vị, đẩy mạnh nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng để tham mưu Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy về các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được phân công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt là công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị, hành chính và tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập huyện, đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Việc nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện là chủ trương được huyện thực hiện nhằm hiện thực hóa việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả. Đồng thời đây cũng là cách để nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ huyện ủy đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nâng cao lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện. Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hải Hòa long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Đảng. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Trong dịp này, Đảng bộ xã Hải Hòa có 8 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Trong 8 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5, có 1 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 97 tuổi đời, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã trang trọng gắn huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí được nhận trong dịp này. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý mà các đảng viên được Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sự ghi nhận và trân trọng của Đảng đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với tinh thần đó, đồng chí mong muốn và đề nghị các đồng chí trong Đảng bộ tiếp tục giữ vững bản chất cách mạng người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nay về địa phương sinh sống sẽ thực hiện tốt các quy định và tiếp tục tham gia đóng góp hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, vận động con cháu và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 8, Huyện đoàn Hải Hậu tổ chức sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai các hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.
Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã có nhiều chuyển biến, đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động. Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được chú trọng và đổi mới. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhiệm các công trình phần việc cụ thể, chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, hướng tới đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng địa phương, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2018, từ quỹ tình thương Vũ Văn Hiếu, Ban Thường vụ huyện đoàn đã tổ chức trao tặng 6 xe đạp, một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho 3 em nhỏ mồ côi cả cha mẹ tại xã Hải Minh, 52 suất quà học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng giá trị trên 55 triệu đồng, tổ chức chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại xã Hải Đông với các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao 25 suất quà cho 25 học sinh nghèo vượt khó trong xã với tổng giá trị 90 triệu đồng, tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, hăng hái đi khám tuyển và lên đường nhập ngũ, tổ chức diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Các hoạt động uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa được tổ chức thường xuyên. Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm triển khai có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã bồi dưỡng và giới thiệu được trên 3.000 thanh niên ưu tú vào đoàn. Các cấp bộ đoàn đã giới thiệu cho đảng xem xét và kết nạp đảng 84 đoàn viên thanh niên. Sáng ngày 1 tháng 8 năm 2018, Chi cục thuế huyện tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế năm 2018 và triển khai hóa đơn điện tử. Đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã về dự. Hiện nay, Chi cục thuế huyện Hải Hậu đang quản lý thu thuế 467 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp trung ương là 2 đơn vị, doanh nghiệp nhà nước địa phương 12 đơn vị, doanh nghiệp nhà nước quốc doanh là 453 đơn vị. Năm 2017, khối các doanh nghiệp thu đạt 56 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 110% và chiếm 44% tổng số thu nội địa trừ đất 128 tỷ. Số thu nộp 6 tháng đầu năm 2018, khối các doanh nghiệp trên địa bàn đạt 26,4 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ. Riêng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thu được 20,6 tỷ đồng, bằng 74% tổng số thu ngoài quốc doanh, so với cùng kỳ bằng 104%. Nhìn chung, các doanh nghiệp đã có trách nhiệm cao trong việc chấp hành chính sách thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, góp phần vào hoàn thành dự toán thu ngân sách trên địa bàn được giao, góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển của huyện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như vẫn còn tình trạng doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng việc kê khai doanh thu tính thuế còn thấp, chưa sát thực tế phát sinh. Có doanh nghiệp còn không kê khai doanh thu, trốn lậu thuế, nộp chậm hồ sơ khai thuế, không nộp dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính. Tờ khai lỗi số học vẫn xảy ra, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa đăng ký nộp thuế điện tử. Cá biệt có doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử nhưng vẫn nộp thuế không qua hình thức điện tử. Khi lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước còn sai sót. Tại hội nghị, các ý kiến từ các doanh nghiệp đã được Chi cục thuế giải đáp tháo gỡ kịp thời, đối thoại về công tác quản lý thuế và ký kết thực hiện triển khai hóa đơn điện tử. Có biện pháp hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, đảm bảo kịp thời chính xác đúng thời gian theo kế hoạch đã xây dựng. Sáng ngày 31 tháng 7, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã về dự và chỉ đạo hội nghị bàn giao mặt bằng vị trí và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công cống hạ trại. Cống hạ trại địa phận xã Hải Hòa, Hải Triều được xây dựng từ lâu là điểm xung yếu đã bị hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm trong mùa mưa bão, nên tỉnh, huyện đã triển khai dự án thi công công trình cống hạ trại. Tại hội nghị, sau khi nghe các ngành, các xã liên quan trình bày những khó khăn, vướng mắc và ý kiến đề nghị của đơn vị,
đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu Ban Quản lý Dự án, nhà thầu thi công tập trung thực hiện nhanh gọn các thủ tục liên quan đến công trình và tuyên truyền vận động các hộ dân mà dự án đi qua sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo cho công tác phòng chống lụt bão và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội Cựu Chiến binh huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2018, khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã về dự và phát biểu tại hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh các xã thị trấn, cơ quan doanh nghiệp đã được nghe đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện hướng dẫn những nội dung, hướng dẫn thi hành điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, hướng dẫn báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm đối với hội cơ sở, hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương Việt Nam, một số điểm lưu ý trong sửa đổi bổ sung Nghị định số 150 của Chính phủ, hướng dẫn một số nội dung cần thực hiện trong thủ tục hồ sơ kết nạp hội viên mới, thủ tục chuyển sinh hoạt hội, nội dung văn bản sinh hoạt chi hội trong xét phát triển hội viên, thi hành kỷ luật hội viên, thu nộp quản lý và sử dụng hội phí, tiêu chuẩn tổ chức cơ sở hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, thống nhất phân công viết tin bài của các hội cơ sở và đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa 6. Hướng dẫn thống nhất một số nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức tang lễ cho hội viên Cựu Chiến binh Việt Nam và Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, biểu dương huyện Hải Hậu là địa phương rất khuôn phép, kỷ cương, nề nếp, đặc biệt là các cựu chiến binh, những người lính bộ đội Cụ Hồ, tác phong lao động của người dân rất khẩn trương, tất bật, tinh thần lao động năng động. Hội Cựu Chiến binh được Đảng, Nhà nước trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo là những người lính trung thực, thật thà, thẳng thắn nên trực tiếp đề nghị những vấn đề xảy ra. Công tác vận động quần chúng hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân và gần đồng đội sẽ hiểu và giải quyết được những vấn đề phức tạp tại cơ sở. Qua những kết quả đã đạt được, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu có vai trò rất quan trọng của các cấp Hội Cựu Chiến binh trong toàn huyện Hải Hậu. Đồng chí đề nghị trong quá trình thực hiện điều lệ hội có gì vướng mắc, đề nghị các cấp hội tham mưu đề xuất với hội cấp trên để cùng tháo gỡ, đưa ra các giải pháp kịp thời giải quyết. Những năm qua, Hội Cựu Chiến binh huyện đã phát động các cơ sở hội vận động cán bộ hội viên đóng góp xây dựng quỹ vòng tay đồng đội nhằm tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhà rột nát không an toàn cho hội viên và trao thưởng cho con cựu chiến binh nghèo vượt khó học giỏi. Từ quỹ vòng tay đồng đội, hàng năm các cấp hội đều tổ chức phát thưởng cho các học sinh, sinh viên, con hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Hội Cựu Chiến binh huyện đã phát thưởng 107 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, tổng giá trị trên 21 triệu đồng, cho 107 cháu là con cựu chiến binh nhà nghèo vượt khó học giỏi năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện. Việc trao thưởng khuyến học quỹ vòng tay đồng đội đã động viên khích lệ tinh thần con cựu chiến binh nghèo vượt khó học giỏi trước thềm năm học mới, góp phần giúp các em tiếp tục vươn lên trong học tập. Chiều ngày 3 tháng 8, đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đi thực địa tại các vùng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chia sẻ những khó khăn vất vả của bà con nông dân trong sản xuất vụ mùa. Dừng lại và trò chuyện cùng bà con nông dân các xã Hải Đường, Hải Sơn, Hải Tân, Hải Phong là những đơn vị có diện tích lúa mùa bị thiệt hại nặng nhất huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy động viên bà con tranh thủ thời tiết, huy động nhân lực xuống đồng cấy lúa mùa trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân, Ban Nông nghiệp các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân hoàn thành cấy bổ sung xong trước ngày 5 tháng 8. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu phân tách hệ thống, tiêu thoát nước triệt để và tạo điều kiện cho nhân dân đẩy nhanh tiến độ cấy. Đối với những diện tích lúa đã cấy cần tiến hành giảm tỉa đảm bảo mật độ, số rảnh trên đơn vị diện tích, tiến hành chăm bón hợp lý. Đồng thời với đó là tiếp tục tuyên truyền nhân dân phun trừ lầy nứa 4 cho 100% diện tích lúa đã cấy và sạ.
thưa quý vị và các bạn, hướng tới các hoạt động chào mừng Ngày Hội Văn hóa Thể thao ở cơ sở dịp 19 tháng 8, trong tuần qua, xã Hải Chính và thị trấn Cồn long trọng tổ chức khai mạc giải bóng đá chào mừng 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Chiều ngày 2 tháng 8, tại nhà văn hóa xóm Trung Châu, xã Hải Chính đã khai mạc giải bóng đá năm 2018 các câu lạc bộ xã Hải Chính. Tham dự giải bóng đá phong trào mở rộng năm 2018 có 5 đội với hơn 50 cầu thủ, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, thuộc mọi tầng lớp nhân dân. Giải được chính thức khai mạc từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018, thi đấu với 12 trận đấu, trong đó có 10 trận đấu vòng loại, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, trận tranh giải ba và trận chung kết tranh cúp vô địch. Giải bóng đá phong trào mở rộng năm 2018 xã Hải Chính là một trong 5 môn thể thao gồm bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, cờ tướng và văn nghệ được xã Hải Chính tổ chức tại Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ 9, là động lực để các cầu thủ tiếp tục luyện tập, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, kỹ thuật chuyên môn, đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao quần chúng ở cơ sở. Đây là cơ sở để xã Hải Chính tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc, những môn thể thao có thế mạnh tham gia tranh tài tại huyện dịp mùng 2 tháng 9. Dự kiến Hải Chính sẽ tham gia ở các nội dung kéo co nữ, bơi lội, cờ tướng, cầu lông, văn nghệ, lân sư rồng, bóng bàn, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập huyện, đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở địa phương. Hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Cồn tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên năm 2018. Đồng chí Trần Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã về dự và tặng hoa chúc mừng. Tham dự giải năm nay có 13 đội đến từ 13 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng thiếu niên đến từ hai tổ dân phố rất sôi nổi, kịch tính và thu hút rất đông khán giả mọi lứa tuổi đến xem và cổ vũ. Giải bóng đá thiếu niên được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giải trí cho các em thiếu niên nhân dịp hè, qua đó tạo điều kiện cho các em giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng thi đấu bóng đá, xây dựng mối đoàn kết, đồng thời đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu niên nhi đồng, rèn luyện sức khỏe, phục vụ học tập và củng cố tổ chức đoàn hội đội ngày càng vững mạnh. Đây cũng là món quà tinh thần đầy ý nghĩa của cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn Thanh niên thị trấn Cồn dành cho các em để bước vào năm học mới đạt kết quả cao nhất. Phần còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Trường Tiểu học Hải Triều vượt khó đi lên. Trường Tiểu học Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định được tách ra từ Trường Trung học Cơ sở Hải Triều năm 1995. 23 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương đã đầu tư rất lớn cho sự nghiệp giáo dục với mong muốn nơi đây sẽ là nơi ươm mầm cho tài năng và trí tuệ, đào tạo các thế hệ công dân Hải Triều có tài, có đức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Năm 1995, trường tiểu học Hải Triều được học ở 4 điểm trường. Năm 2004, nhà trường được tiếp nhận khu trường mới với diện tích 6.624 m², có một nhà 2 tầng, 10 phòng học, nhưng vẫn học ở 3 điểm trường. Năm 2008, trường được xây thêm 8 phòng học và phòng chức năng. Trường tiểu học Hải Triều được quy hoạch về 1 điểm trường. Năm 2017, trường được tiếp nhận 4 phòng chức năng từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Giáo dục của xã. Cơ sở vật chất nhà trường đã đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Nằm trên mảnh đất Hải Triều, vùng đất chân sóng ngọn gió, người dân xã Hải Triều chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng khai thác thủy hải sản và làm lưới. Đời sống của người dân xã Hải Triều còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc huy động đóng góp để xây dựng trường học đạt chuẩn gặp rất nhiều khó khăn. Song, Hải Triều có thuận lợi cơ bản.
cán bộ và nhân dân xã Hải Triều rất quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Từ nguồn vận động xã hội hóa và đóng góp ủng hộ của nhân dân, hoàn thành các phòng học đạt chuẩn. Để phát huy hiệu quả trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới với tiểu học Hải Triều của chúng tôi, trước hết là chúng tôi phải tập trung thực hiện thật tốt chủ đề năm học, đó là dân chủ kỷ cương sáng tạo. Sau đó tạo mối quan hệ đoàn kết nội bộ cùng với đội ngũ, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn để tạo niềm tin cho cha mẹ học sinh cũng như là nhân dân địa phương. Thời gian tới, nhà trường sẽ cùng với đội ngũ chỉ đạo thật tốt việc giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời sẽ làm thật tốt công tác tham mưu và công tác xây dựng xã hội hóa giáo dục để duy trì và bổ sung cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng cái yêu cầu dạy học đổi mới hiện nay. Bước vào trường tiểu học là một không khí thoáng đãng, trong lành với hai khối phòng học cao tầng kiên cố, sân vườn, khuôn viên quy hoạch gọn gàng, sạch đẹp, một môi trường thân thiện. Từ năm 2008 đến năm 2018, trường tiểu học Hải Triều duy trì 15 lớp với gần 500 học sinh, 28 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh năng khiếu của trường đã có nhiều chuyển biến và từng bước nâng cao theo mục tiêu đào tạo của cấp học. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt từ 99 đến 100%. Trong 3 năm học gần đây, trường có 80 lượt học sinh thi giải toán tiếng Anh qua mạng đạt giải cấp huyện, 50 lượt học sinh viết chữ đẹp đạt giải cấp huyện và có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Tiên học lễ, hậu học văn là phương châm mà tất cả các trường học đều thực hiện. Song đối với bậc tiểu học thì lại càng quan trọng, bởi đây là giai đoạn hình thành và phát triển nhân cách của các em, tạo cho các em nền tảng đạo đức và ý thức kỷ luật. Dạy chữ phải song song với việc dạy người. Vì vậy, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, đạo đức tốt. Bên cạnh việc học trên lớp, nhà trường rất chú trọng đến việc học tập ngoài trời cho các em học sinh. Những buổi học ngoại khóa do nhà trường tổ chức cho các em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập trên lớp. Mỗi năm tổ chức 2 buổi và tập luyện thường xuyên vào các dịp nghỉ hè. Sau đó cho các em vừa thi đấu vừa giao lưu. Không khí hào hứng phấn khởi hiện rõ lên khuôn mặt các em. Vừa được học tập vừa được vui chơi. Bên cạnh đó, hàng ngày đến trường, các em học sinh được tham gia các hoạt động thể dục đầu giờ rèn luyện sức khỏe. Nhảy dân vũ, khiêu vũ, văn nghệ, trò chơi dân gian. Hoạt động tập thể lao động vệ sinh, thực nghiệm trồng rau, trồng cây ăn quả vườn trường. Mỗi tháng, mỗi thầy cô giáo có một buổi học ngoại khóa, một sân chơi vô cùng bổ ích. Qua các buổi học ngoại khóa đã cho thấy rõ hiệu quả và đã giúp các em học sinh được trải nghiệm thực tế, được đóng vai nhân vật trong câu chuyện, được làm vận động viên thi đấu, được nâng cao sức khỏe, tinh thần thể chất và trí tuệ. Hơn nữa, qua đó các em được trau dồi kỹ năng sống, phát huy hết những khả năng, sự sáng tạo. Các thầy cô giáo qua đó cũng phát hiện và bồi dưỡng rèn luyện thêm cho các em, hướng các em trở thành những con người toàn diện. Nhà trường còn tổ chức cho các em tham gia các hoạt động trong các ngày lễ lớn, các cuộc thi vui chơi như rung chuông vàng, hội khỏe phù đồng, tham gia ngày hội giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cùng các em, thế hệ tương lai bảo vệ biển, giữ gìn môi trường biển sạch đẹp, an toàn. Con vui mừng và tự hào khi được học dưới mái trường tiểu học thân yêu này. Ở đây, em được các thầy cô chăm lo, dìu dắt như những người cha, người mẹ. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và xứng đáng là học sinh của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường tiểu học Hải Triều có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Một cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Và nhiều cá nhân được giám đốc Sở Giáo dục tặng giấy khen. 4 cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại tốt khá cấp tỉnh. Chi bộ đảng liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn trường nhiều năm liền được Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định tặng giấy khen.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động nền nếp, sôi nổi, có hiệu quả, được huyện đoàn, tỉnh đoàn tặng bằng khen. Trường đã có 5 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Năm 2005, trường được cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2006, trường được cấp giấy chứng nhận trường học có nếp sống văn hóa. Năm 2012, trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đến năm 2013, trường đạt tiếp chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn và được cấp lại bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Sau 12 năm duy trì và phát huy hiệu quả các kết quả đã đạt được, đến tháng 11 năm 2017, trường tiểu học Hải Triều tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 23 năm qua, được mảnh đất con người Hải Triều nuôi dưỡng, trường tiểu học Hải Triều đã và đang vững bước đi lên. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, có những đóng góp xứng đáng vào phong trào giáo dục địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Hải Triều thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà nghị quyết của Đảng đề ra, xây dựng quê hương Hải Triều ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.